Xin chào các mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là kiểm tra cái độ chai pin ở trên cái chiếc điện thoại Samsung Và chạy hệ điều hành Android nhé mọi người nhé Thì đầu tiên ở trên cái chiếc điện thoại của các bạn, các bạn sẽ tìm đến cho mình cái ứng dụng là CH Play nhé mọi người nhé Ở đây chúng ta sẽ tìm kiếm cái ứng dụng là ACCU Battery 3 nhé mọi người nhé rồi mọi người để ý cái icon cho mình, à, chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng có quả pin và hình sóng như này nhé, và chúng ta sẽ tiến hành cài đặt cái ứng dụng này về máy. ở đây thì mình đã cài đặt sẵn rồi, mình sẽ mở cái ứng dụng này lên nhé. rồi mình sẽ vuốt sang để truy cập vào ứng dụng nhé. rồi chúng ta đợi cái quá trình hiệu chỉnh pin xong thì chúng ta sẽ kích vào cái phần là continue nhé mọi người nhé. cái quá trình hiệu chỉnh cái pin của chúng ta thì nó diễn ra nhanh thôi. ok sau khi cái quá trình hiệu chỉnh nó đã chạy xong thì chúng ta sẽ kích vào phần là continue cho mình nhé rồi lúc này các bạn chỉ việc ấn vào phần kết thúc cho mình thôi nhé cái dung lượng pin theo nhà thiết kế thì tí nữa mình sẽ cài đặt sau mình sẽ ấn vào phần là kết thúc này lúc này cái điện thoại của các bạn thì nó sẽ chưa báo cái mức độ chai pin của các bạn đâu các bạn cần phải kích vào phần sạc nhé rồi các bạn sẽ kéo xuống dưới cùng chúng ta sẽ tìm đến phần là đặt dung lượng pin theo thiết kế có nghĩa là theo nhà thiết kế nhé ví dụ cái điện thoại samsung của các bạn tên là như thế nào lúc này À, nếu mà các bạn mà không biết cái dung lượng pin của điện thoại của các bạn nó là bao nhiêu thì uh, chúng ta chỉ cần gõ cái tên uh, cái điện thoại của các bạn lên Google để chúng ta tra nhé. Rồi thì các bạn sẽ truy cập vào ứng dụng là Chrome hoặc là một cái trình duyệt app bất kỳ cho mình nhé. Ở à, trên cái thanh công cụ tìm kiếm thì các bạn sẽ gõ cái tên điện thoại của các bạn ra. Của mình là Galaxy này. Nốt 9 nhé. Rồi mình ấn vào đi này. Đó lúc này chúng ta chỉ cần kích vào cái điện thoại của chúng ta thôi. Ví dụ như cái trang thế giới di động này nó sẽ có thông số nhé mọi người nhé. Rồi mình sẽ kéo xuống này. Và đây, cái dung lượng pin của mình nó là 4000 Ampe nhé mọi người nhá. Rồi mình sẽ thoát ra, mình sẽ truy cập lại vào cái ứng dụng là battery nhé mọi người nhé Lúc này, à, nếu mà các bạn ở đây cái dung lượng thiết kế không phải là 4000, 000 à, ví dụ như là nó là 1000 này, nhấn ok nhé thì chúng ta sẽ kích vào. Đó chúng ta sẽ sửa đổi thành 4000 nhá mọi người nhé Mình nhấn ok này. Đó lúc này cái dung lượng của mình theo nhà thiết kế nó là 4000 nhá mọi người nhé Rồi và mình sẽ kích sang cái phần là hiệu suất này. Đó, thì ở đây mình sẽ tiếp vào bỏ qua nhé Lúc này nó vẫn chưa đọc được Thì các bạn để ý cho mình là chúng ta cần phải uh, xả cái quả pin của chúng ta xuống dưới 15% Để bắt đầu cho mức sạc đầy Có nghĩa là các bạn dùng cái quả pin này của mình xuống dưới 15% hoặc là 15% Sau đó chúng ta sẽ sạc đầy nhé mọi người nhé Ok thì sau hơn một ngày sử dụng cái chiếc điện thoại của mình Thì bây giờ mình sẽ truy cập lại cái ứng dụng là Battery này Để cho mọi người xem cái độ chai pin ở trên điện thoại nhé mọi người nhé Thì uh, hiện tại là mình đã sạc hai lần đầy pin và mình sử dụng Kiệt đến dưới 15% và lần này thì còn 29% nhé mọi người nhé Rồi mình sẽ vào cái battery này Rồi lúc này các bạn sẽ kích sang cái phần sạc cho mình Hoặc là cái phần hiệu suất nhé Ở à, cái phần hiệu suất này thì có thể là mất vài hôm thì nó mới cầm nhập cho các bạn nhé Đây mình đã kích hoạt là dung lượng pin thiết kế là 4000A nhé mọi người nhé Đúng với cả cái thông số của điện thoại này Mình sẽ vào phần sạc này Mình sẽ kéo xuống nhé mọi người nhé Đây thì hiện tại là cái dung lượng pin thiết kế mình để là 4.000 này và dung lượng pin ước tính hiện tại là cái điện thoại của mình chỉ còn 3.000 thôi có nghĩa là mất là 1 phần tư nhé mọi người nhé có nghĩa là bây giờ cái độ chai pin của mình nó chỉ còn 75 phần trăm thôi và dưới 80 phần trăm thì chúng ta lên đi thay pin được rồi nhé mọi người nhé và cái điện thoại của mình nó cũng đang gặp tình trạng là dùng một lúc là nóng máy thì mình nghĩ cái phần mềm này nó rất chi là chuẩn nhé mọi người nhé đây nó dựa trên cái kết quả tính chúng ta sử dụng nhé mọi người nhé đó và cái pin của mình nó chỉ còn là 3000 mAh thôi. Ok thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là kiểm tra cái độ chai pin ở trên cái chiếc điện thoại là Samsung nhé mọi người nhá. Thì mọi người xem được cái video mình chia sẻ thấy hay và ích trong miền nào đăng ký nhá và chia sẻ video giúp mình.